hai cái điểm mà mình không thích ở sản phẩm này trước tiên nha. Chê trước đi rồi khen sau. Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ cho lên sàn Sigma Molding Wax. Ok, bắt đầu thôi. Để tiết kiệm thời gian cho anh em thì mình sẽ không dài dòng như các video khác và mình sẽ đi vào ngay hai cái điểm mà mình không thích ở sản phẩm này trước tiên nha. Chê trước đi rồi khen sau. Đầu tiên là về lượng dùng của sản phẩm thì nói thật với các bạn luôn là lượng dùng của con này không khác gì một con pet cả. Mặc dù nó có tên là Molding Wax, mình đã phải dùng tới 1.5 ngón tay để có thể lên được nếp trên nền tóc trung bình dày khá là cứng chĩa của mình. Đối với những chất tóc từ mỏng đến trung bình thì lượng dùng có thể ít hơn như vậy, tuy nhiên nó vẫn là quá nhiều đối với một con wax. Và mình nghĩ nhà sản xuất nên có những cái bảng có cái trọng lượng cao hơn, như là 100g hay là tối thiểu cũng khoảng 80g để cho chúng ta có thể xài một cách thoải mái hơn. Và cái điều thứ hai đó là độ phồng của sản phẩm này nó không quá là cao như là mình kỳ vọng, như là anh em có thể nhìn thấy trên cái form tóc của mình hiện giờ. Vì là một sản phẩm hướng ẩm cho nên anh em nên sử dụng nó với lại những cái sản phẩm pre-style hướng khô như là Subtonic hoặc là Pavilion Sidekick để có thể đạt được cái độ phồng như ý. Với những nhược điểm như vậy thì anh em nghĩ đây là một sản phẩm không đáng mua trong tầm giá à? Không hề, không hề. Ngược lại, đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mua. Lý do đầu tiên là độ dưới nếp của sản phẩm này rất tốt, đúng ở mức stronghold mà nhà sản xuất đã quảng cáo, rất là thích hợp với lại những cái chất tóc dày, cứng, chĩa, khó vào nếp, chẳng hạn như là tóc của mình nè. Lý do thứ hai là sản phẩm này vuốt rất là mượt mà. Anh em có thể thoải mái lùa tay vào từng cái thớ tóc mà không sợ là tóc của mình nó bị rít hay là đứt tóc gì cả. Và không phải con hướng ẩm nào nó cũng vuốt mượt được như con này đâu nha. Lý do thứ ba là mùi hương của sản phẩm này rất là nam tính. Nó không phải là những cái mùi hương ngọt theo kiểu truyền thống như là Volcanic Clay, mà ở trong đó mình thấy có một chút thuốc lá nè, có một chút hoắc hương nè, có một chút gì đó là gỗ đàn hương nữa, cho nên nó sẽ tổng hòa lại và tạo thành một cái mùi hương rất là lịch lãm nè, nam tính và theo một cái phong cách rất là bụi bặm và phong trần. Mùi hương này khi vuốt lên tóc mà anh em chạy những cái chiếc mô tô đời cổ á là nó cực kỳ xấu dách luôn. Còn nếu như anh em không phải là fan của những mùi hương nam tính như thế này thì bỏ qua sản phẩm này nha. Lý do thứ tư đó là texture của con sáp này rất là đẹp luôn nha bạn, đặc biệt đối với những cái bạn nào mà để những cái kiểu tóc vuốt ngược về phía sau á, ví dụ như là pompadour hoặc là những cái kiểu tóc quiff nè, thì nó sẽ phát huy rất là tốt những cái thế mạnh về texture của mình. Tuy nhiên thì đối với lại những cái kiểu tóc mà thiên hướng về vuốt rũ á, thì mình nghĩ là các bạn nên tìm đến những con pest thì nó sẽ cho các bạn cái texture thiên hướng về vuốt rũ nó tốt hơn là con này. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc là con sản phẩm này là một con hướng ẩm cho nên khả năng chống mồ hiểm và mồ hôi của nó sẽ rất là tệ, tại sao mình lại không đưa nó vào cái phần nhược điểm. Nhưng mà các bạn nên lưu ý rằng đó là nhược điểm chung của những con sản phẩm hướng ẩm rồi, chứ không chỉ riêng cái một mình con Sigma Molding Wax này đâu. Và khi các bạn đã chọn một cái sản phẩm có cái khả năng vuốt mượt mà có một cái kết cấu tóc nó đẹp thì các bạn phải đánh đổi lại là cái khả năng hút dầu ẩm và chống mồ hôi của nó sẽ tệ thôi. Đó là cái mà các bạn phải đánh đổi, bởi vì không có sản phẩm nào là hoàn hảo cả các bạn. Lý do thứ năm đó là khả năng gội rửa của con Sigma Molding Wax này rất là tốt luôn nha các bạn. Mặc dù nó có lanolin, tức là mỡ cừu ở trong thành phần, nó không quá nhiều, ở vị trí thứ 3 hoặc là thứ 4 trong thành phần gì đó. Nhưng đây là một trong những con sáp có chứa lanolin có khả năng gội rửa tốt nhất mà mình từng thấy. Và cũng vì cái thành phần lanolin mỡ cừu này mà anh em sẽ cảm thấy là tóc của mình ở trong một cái trạng thái nó rất là nhiều dưỡng và nó khóa ẩm gần như là suốt ngày luôn đó. Điều này nó sẽ giúp cho form tóc của anh em trông rất là có sức sống nè, đầy đặn, dày dặn và bồng bềnh hơn rất là nhiều. Ok, và đó là tất cả những điểm mình thích và chưa thích về sản phẩm Sigma Molding Wax này. Với mức giá tầm khoảng 260.000 cho 56g sản phẩm thì anh em nghĩ nó có xứng đáng với giá tiền này hay không? Hãy để lại bình luận cho mình ở phía bên dưới nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. We'll be right back.